Ơi, Lifebuoy của con đâu? Đây. Bông tắm Lifebuoy hả mẹ? Đúng rồi, bỏ Lifebuoy vào đây là cách tắm mới đấy, giúp con tắm sạch hơn. Bây giờ Lifebuoy của con hết chạy rồi nhé. Tất nhiên rồi, có bông tắm Lifebuoy tắm thích hơn. Mẹ cũng vậy. Mua hộp 2 máy xà bông Lifebuoy, bạn được tặng một bông tắm Lifebuoy miễn phí.